Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Thì sáng ngày hôm nay công trình nhà bếp của Nhật đã được tiến hành rồi nha cô bác. Thì đây là anh trai của Nhật, hiện tại bây giờ là đang đào những cái hố móng đầu tiên. Cô bác có thể thấy là làm rất là chỉnh chu luôn nha. Đào hố móng có miếng đồ đồng hoàng luôn ha. Đấy, 4 hố nè. À, được tạm thấy cái diện tích này là 2,5 m hả anh? Hay 2 m? 2,5 m mà. Tính là mình đang dài cho nó rộng thì nó dài 3 m. Rộng thì cỡ 2 m. À, cho nó rộng lên một chút xíu mà nhìn khá là rộng nha mọi người nha. Nhìn nhỏ nhưng mà không nhỏ đâu. Cái nhà bếp như này là quá ok luôn. Thì trước đó dự tính là 2 m 2 m, nhưng mà có khả năng là sẽ nới thêm một tí. Tại vì không làm thôi thì làm cho nó rộng lên một chút xíu. Hiện tại giờ là đất cứng hay nha. Đất này cứng kìa, có xà beng đào mới được. Đó, bên trên thì anh chủ thầu bên Ấn Độ nha mọi người. À, bên Dubai chứ. Là anh em thuê về và đang cắt sắt để mà chuẩn bị làm cái móng. Quá, sắt này sắt ngon luôn chứ cũ đâu mà cũ, đúng không? Sắt mới luôn nè. Đấy, sắt 10, sắt 8, sắt 6. Xi măng đây rồi. Nhật nó đang chở đồ vào đây, xi măng đồ đây. Gạch đây. Gạch cũng phải chở từng bao này. Gạch phải chở từng bao bao đi. Gạch chở từng bao một đây. Chà, xây được cái công trình này là cũng khá vất vả. Nhưng mà cũng chả vất bằng mấy cái nhà này. Họ xây được cả mấy cái nhà này thì cái bếp ăn thua gì mọi người. Cũng cứ chở lần lượt như thế này vô thôi. Đó, mọi người thấy cái xe này là phải nói đến là nó tiện lợi chưa? Chứ không có thì lấy xe đâu mà chở, thuê người chở thì chắc cũng khá là nhiều công nè. Ủa, sao mình chở từ mấy giờ tới mấy giờ rồi? 6 rưỡi giờ. Là sáng là mình chở xi măng hả? Mình chắc cái đá đó. Xi măng đây. Rồi đá. Đá này luôn không? Đá đủ. Chở được đá vô đây là nó cũng dậy từ lúc lâu sớm lắm rồi đây nè. Chở được đống đá này, vô đá này mới là nặng mọi người. Đây cùng bao là bao nhiêu viên? 36 cùng không? Lấy bao rồi, nhưng chút nữa được. 36. Một bao là 36. 53 15. Vậy là mới. Chở bao nhiêu bao là đủ? 14 bao là 500 cục. 14 bao hả? 15 cục, một khi nó là nó 28 bao. Ừ. Ừ, đúng rồi. Ôi chà, vậy thì đang còn khá là lâu ha. Đâu lát trưa chưa hết rồi. Đủ chưa đủ. Tới trưa là đủ. Mỗi lần mà xây cái nhà là ra là cái là họ cũng họ đóng bao sẵn cho mình rồi. Sắp vô. Mình sắp vô. Đóng lắm nè, em sắp vô chứ. Ủa, mình sắp vô ai chứ không phải là người ta đóng cho mình sẵn hả? Ừ, đóng sẵn nói gì nữa. Lẹ rồi. Sắp vô mình cục. Rồi, sắp vô bao. Nó tính ra là ở đây là khi mà làm được cái một cái phòng vệ sinh hoặc là một cái bếp hoặc là một cái nhà gì đó, nói chung là nó vất vả vô cùng cái gì anh vậy. Chở mà chở lên xe máy à. Chở bằng xe thồ, xe tải, xe ben không tới đâu chứ đừng nói chi tới cái vụ mà bằng, chở bằng từng bao thế này mà từng viên bỏ vô bao rồi đem về. Vậy là giờ mình đổ ra nó phải để im đó. Đâu xấu rồi đấy không? Để bao đâu, mấy bao đâu. Xài. Bao mà ở nhà lấy đi. Bỏ đi. Đổ vô đi gì hôm qua. Anh đây là anh trai ruột của Nhật nha mọi người cứ hỏi là anh là nguồn gốc xuất xứ ở đâu. Thì tụi em nói Dubai thôi nhưng mà không phải. Là anh trai ruột của Nhật nhá. Ok đúng Nhật. Ok ok. Ok. Còn đây là đây là anh gì? Anh này là anh rể à? Anh là anh rể hay gì anh? Anh là anh rể của Nhật nha mọi người. Đó. Thông báo để cho mọi người nắm bắt rõ là người trong nhà làm hết. Đào vậy thôi ha, cần gì đâu sâu ha. Đất dưới cứng ngắc rồi mà. Cái này thì đổ luôn là bê tông xuống đây nha mọi người nè. Rồi cho nó cứng cái đế cột. Nói chung thì cũng không ấy lắm nhưng mà cũng phải làm kiên cố một chút. Nói đây là anh ruột rồi, nói để nói anh ruột đó. Anh ruột nữa hả? Đó, sao em nhìn thấy anh khác khác. Thì là anh ruột luôn. Nói là phải chính xác.
chứ không có là người ta nói à bọn này nó xạo. Xạo không? Ừ. Thì có gì sai thì anh phải sửa ngay chứ. Sửa ngay lần nữa. Ừ. Đây là ba anh em ruột đó, là ok rồi. Người nhà làm hết cho mọi người nha. Đó, bây giờ là chắc hay là như thế nào thì do mấy anh tự quyết định thôi, chứ mai mốt ví dụ như nó có sập, có lún, có nghiêng, có ngã gì thì do mấy anh chịu trách nhiệm thôi, đúng không? Đó, thì sáng nay cơ bản là cái chương trình xây dựng thì nó đã được tiến hành như vậy nha mọi người. Thì sau khi mà vào đây để quay cho mọi người biết động thổ như này thì anh em Lực Tàn sẽ dẫn Nhật đi ra ngân hàng này mọi người. Anh buổi sáng. Anh Tùng, sáng nay là vị trí là Nhật nó chở gạch vô như vậy rồi xi măng với lại cát đá là đầy đủ, chắc buổi sáng nay là anh làm được, anh với anh Chi làm một mình được nữa ha. Rồi. Nhật nó đi với em ra ngân hàng chút. Rồi. Thì có thiếu gì thì trưa tụi em về rồi nó tiếp tục nó chạy đi mua. Thì dự kiến Lực Tàn sẽ ra ngân hàng để gửi số tiền tiết kiệm cho các cháu vô ngân hàng nha mọi người. Nói thứ hai nhưng mà ngày hôm nay anh em mới xuống được. Cũng lu bu công việc rồi quay phim rồi chở cát đá vô tùm lum hết cho nên là chưa thực hiện được cái số tiền gửi vô ngân hàng cho bé. Đây là cái số tiền của chị Janet Trần ở bên Úc nha mọi người. Chị cũng gửi về số tiền 40 triệu và sẽ trích một nữa ra để gửi cho các bé vào ngân hàng. Còn số tiền còn lại thì Lực Tàn sẽ làm dự án tiếp theo. Mọi người cứ chờ đợi nhé. Cái này mà mình móc đất lên như này rồi mình sẽ đổ một ít cát, đúng không? Cát xây tô, cát xây lấp, san lấp để làm cái nền móng nó cao lên trên này mọi người này, là tầm cỡ 50 phân nữa. Đó là Nhật cũng phải chở cát kia, còn cát này là cát xây nha mọi người nha, không sử dụng để đổ nền được. Cát này mắc tiền lắm. Đó, cơ bản là sắt thép, xi măng đồ này kia là đầy đủ hết rồi. Nhật là kim công tác chở vật tư vật liệu. Rồi đi làm một số vấn đề nữa. Còn hai anh ở đây là sẽ túc trực để xây nha mọi người nha. Tí nữa anh em cũng sẽ ghé vô tiệm vật liệu xây dựng đó mọi người. Để bàn giao trả cái số tiền mà anh em lấy vật tư vật liệu ở đây nè. Vì hết bao nhiêu lấy ngoài đó là anh em cũng thanh toán luôn. Rồi thiếu những cái gì, ví dụ như là số tiền bao nhiêu thì anh em sẽ trích số tiền của Quý Mạnh Thường Quân ra. Bên Huyền Phi là tổng là được 7 triệu mấy rồi, 7 triệu 3 hả? 7 triệu 3 rồi, thì còn thiếu bao nhiêu Lực Tàn sẽ bù thêm vô. Rồi những vấn đề công cán thợ thiền ăn uống như này như kia là Lực Tàn trích hết ra luôn nha mọi người nha. Tính chi phí cái bếp này hết bao nhiêu thì còn dư bao nhiêu thì sẽ chuyển qua công trình nhà vệ sinh. Làm mình làm luôn nha mọi người nha. Còn cái công trình nhà bếp này thì em đang dự kiến là em sẽ thay đổi kế hoạch nha mọi người. Mọi người biết em thay đổi kế hoạch như nào không? Rồi anh Chi ha, để con xây cao lên để con ăn chi với nó nè. Con sẽ Lực Tàn sẽ xây hai lầu nha mọi người. Bên dưới là tầng trệt, lầu 1, lầu 2. Thì mọi người biết để làm gì không? Lầu 1 là để nấu ăn, lầu 2 là nuôi bồ câu, lầu 3 là nuôi chim én. Đó. Để cho thằng Nhật nó có thu nhập thì chim bồ câu, chim én luôn nha mọi người. Tức là bên trên Lực Tàn xây cao ngút lên tầm cỡ gần đụng ông mặt trời. Đó, rồi bắt đầu là nuôi chim én ở trên, nó là én về rất là nhiều, là lấy én cho mọi người. Đó. Ín đó mọi người, chim ín đó, chim én chứ gì? Chim ín chứ không phải chim én. Đó, để mà còn có lợi nhuận man chi chứ. Đúng không? Đó, thì cô bác thấy là như vậy được không? Nhưng mà đặc biệt là Lực Tàn nuôi toàn loại đực không nhá, không nuôi loại cái. Bây giờ Nhật nó chán cái rồi nên là không nuôi cái được. Được chưa? Hợp lý không mọi người? Xây cao lên trên luôn. Đó. Được không mọi người? Không, Lực Tàn quyết định như vậy đi ha. Đấy, còn heo huyết thì trong chuồng kia hết rồi. Là hai con heo một đực một cái. Được chưa? Toilet dự kiến là xây đây nè mọi người nè. Đây là cái bếp nhà trong đi ra, vòng một cái cửa luôn. Đó, xong bắt đầu là nhà trên đi ra, vòng cái là ra toilet luôn. Bồn nước mai mốt có anh chị Út ở Tiền Giang hỗ trợ về cái bồn nước đây rồi. Thì mình sẽ tìm cái vị trí nào thích hợp nhất để mình đặt. Và nói vậy thôi chứ xây gì 3-4 lầu mọi người, xây một lầu mà đang còn gọi như là bỡ hơi tay. Nếu xây 3-4 lầu lên mà nuôi chim yến thì đau đầu quá mọi người. Nhà bếp mà.
Đó thì cơ bản là làm khung đế xong rồi bắt đầu dựng thôn lên. Dựng thôn lên cao khoảng 3 mét. Đó, cho nó đổ mái dốc về phía sau, nước nó chảy về sau này cho nó sạch sẽ mọi người. Đó. Là cơ bản là cái bếp này là xây lên là ok, tại vì Mạnh Thường Quân gửi tiền về gửi đồ về quá nhiều. Đó, nồi niêu xoong chảo chén bát rổ rích để mà treo vô cái bếp khoảng khả năng là đầy luôn mọi người. Đó, cho nên là làm mở rộng thêm chút xíu nữa cho nó rộng ra. Để nó chứa được những cái vật dụng ở trong bếp cũng như là thuận tiện cho Nhật nó nấu nướng chăm các con nha mọi người. Rồi các bé mai mốt nó lớn lên này nó tự nấu nướng được thì cũng rộng rãi chút xíu. Có thể là nó thoải mái đúng không mọi người? Tiết kiệm thì tiết kiệm vừa thôi chứ tiết kiệm quá cũng không có được. Trước thợ nó vô nó nhận khá là nhiều tiền. Cho nên là bây giờ có mấy anh đó mọi người. Anh của Nhật nó làm luôn rồi cho nên là cũng đỡ được bớt cái phần này phần nọ. Rồi tiết kiệm một số cái vật tư. Tiết kiệm một số cái vật tư nữa là nó sẽ giảm được bớt cái số tiền mà mình dự kiến phía trước. Đây để anh em Lực Tàng chỉ cho những ai nói anh em Lực Tàng đang đi ăn cướp này. Thôi ba cái lỗ này thì Lực Tàng với Hình Phi lấy ba lỗ, à bốn lỗ thì lấy ba lỗ, còn một lỗ để cho Nhật cái lỗ góc kia. Đống cát này thì thôi chính là đống đá cũng vậy. Tí nữa anh em đem xe tải vào đây trở về nha mọi người. Được chưa? Sắt là cứ cắt ra rồi bắt đầu đếm cây ra rồi chia chín chín một ra lấy hết. Đá cát xi măng gạch sắt mà còn ăn được ăn cướp luôn. Nói chứ thưa quý vị khán giả thì bây giờ là Hình Phi TV là coi như là đang đi cướp nhặt một cây thôi. Đây là cái vị đan đây rồi. Thì Hình Phi TV cùng các anh em ăn cướp. Bây giờ anh em xuống đang định xuống là quá chắc chắn rồi anh ha. Biết mình làm này là chắc chắn, có sách có đồ có vỉ đồ mà. Năm bao thì anh em Hình Phi xuống ăn cướp 4 bao còn 1 bao cho Nhật nha quý vị khán giả. Nó chở vô tới nhà rồi đó. Giờ mình nói chung là một chuyến mà Nhật ra chở được 5 bao vô á thì nó rơi vào khoảng 30 phút nha mọi người. 30 phút là được 5 bao. Mà mình lấy là mấy chục bao như vậy thì có khả năng là cả buổi sáng này nó chở mình gạch vô là mới xong mọi người nha. Đường nó khá là nhỏ cho nên là nó khá là khó đi. Thì sau chuyến này á là Lực Tàng sẽ dẫn Nhật đi ra ngân hàng để cho gửi tiền vào đó xong rồi bắt đầu về thanh toán tiền vật tư ngoài vật liệu nha mọi người nha. Bấy nhiêu đó là đổ xây sáng nay với lại đổ bê tông rồi để cho hai anh này làm bắt cóc Nhật đi chút xíu. Anh định xuống lấy ít đồ về để ăn cướp mà anh cho vô tải xuống rồi. Cái xe này anh cũng ăn cướp luôn. Anh em của tôi anh ăn cướp luôn để cho em cái bánh thôi. Được không? Anh không có cái về rồi. Chiếc một là anh để cái bánh thôi. Anh không có cái về rồi. Rút vào nào. Đấy là bây giờ cái xe này á là tụi anh phải để cho em một cái bánh lại thôi. Tụi anh phải lấy xe về. Tại vì anh đang đi cướp của em mà. Lấy cướp hết cướp cái bánh không hay chồng chạy sao? Thì anh để lại cái bánh cho em. Thôi bây giờ mọi thứ em chia ra 91 cho anh. 91. Ví dụ như gạch cũng vậy, chia tụi anh 9 phần, tụi em một phần thôi nha. Ok. Rồi trong cái dự án tiếp theo là xi măng đồ, một cái cọng đá, cọng đất gì đó em cũng chia cho tụi anh 91. Wow. Thêm một người nữa hả? Có người cũ rồi. Đồng nghiệp với lại Nhật. Ông mày là trưởng đoàn phá trận ra đó. Trưởng đoàn hả? Được. Vậy là ok rồi. Rồi để cho anh ấy ở nhà, nếu mà anh chở thì anh chở phụ. Nhật bây giờ là đi ngân hàng chút xíu nha mọi người nha. Giờ đại gia là công việc nó dày kính luôn rồi. Lên lịch. Bây giờ đi ngân hàng nha quý vị khán giả. Tối lại là vô ngân hàng. Đâu tối coi như là 91 nữa, anh em cũng phải ăn cướp ăn chặn ngay tại ngân hàng luôn quý vị khán giả. Nhìn xấu xấu vậy thôi nha mọi người, nhưng mà ngày hôm qua là quần áo loại hàng xịn rồi, không?
quần ngắn dài đi đát là tối lại là đóng thùng vô là để các em xin tươi cà phê thôi. Mà cái gạch đây anh nghĩ rằng nếu mà chia cho tụi anh là em phải nghiền nhỏ ra. Không, nghiền nhỏ ra, nó dụng dụng á. Dạ thì cái công trình ngày hôm nay đã khởi công rồi nha mọi người. Thì Lực Tàng xin nói lại là trích cái số tiền của chị El Mì là chị gửi về 7 triệu. Với lại số tiền của chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Mỹ, chị gửi về 7 triệu 7. Thì Lực Tàng sẽ hoạch thu vào trong cái bếp này phụ với Huỳnh Phi. Nếu như còn dư thì Lực Tàng sẽ làm toilet cho Nhật ở phía bên này nha mọi người nha. Đó thì Lực Tàng cũng xin thông báo, tí nữa Lực Tàng đi ngân hàng gửi tiền xong là ghé vô chỗ vật liệu xây dựng là trả tiền luôn ở trong đó, rồi xem hết bao nhiêu, rồi tiền công cán thợ thuyền này, ăn uống chi tiêu ở trong đây là tất tần tật về cái bếp là anh em đứng ra chi trả hết nha mọi người nha. Thì hết bao nhiêu là tính bấy nhiêu. Thì Lực Tàng cũng cảm ơn cô bác đã theo dõi cái clip ngày hôm nay động thổ như vậy. Bây giờ anh em phải tranh thủ đi làm để Nhật nó còn về để nó phụ chở hàng, chở đồ với lại phụ trộn hồ trộn huyết ở đây làm nha mọi người nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.